Và lời nói đầu tiên thì mình xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể các anh em và mọi người đang xem cái video này của mình ngày hôm nay. Thì mình là Nguyễn Quốc Khánh, số Zalo là 0334438227. Thì hôm nay mình lên mình làm cái video này để mình sẵn một phần mình sẽ giới thiệu về anh em một cái sản phẩm giá rẻ bình dân mà độc lạ, màu mè, để anh em mà mình sưu tầm, mình để chơi. Hàng này thì hàng giá rẻ. Và sẵn đây sau khi mà mình review á thì mình sẽ thông báo cho anh em một số cái vấn đề, cập nhật một số cái thông báo mới cho anh em. Thì đây là cái con hàng ngày hôm nay. Trước tiên mình sẽ review trước nha. Thì đây là cái con hàng ngày hôm nay mình sẽ review cho anh em. Đó là cái con này. Con hàng này K17. Đây là cái hộp của nó nha. Cái hộp của nó thiết kế khá là đẹp, hộp nó dạ quang như thế này nè. Thế này nè, cái này là của hãng Smart nha. Đây là xung quanh cái hộp của em nữa. Thì bây giờ mình sẽ mở ra bên trong cho mọi người xem. Thì đây là em súng của mình, thiết kế màu mè khá là đẹp nha. Thì cái hàng này thì cũng là hàng phân khúc bình dân thôi. Chủ yếu thì khi mà mình xem á, mình thấy cái hàng này nó cũng khá là đẹp và nó độc lạ, nên mình muốn là mình đem về những cái loại mới, những cái làn gió mới cho anh em sưu tầm thôi. Còn về cái hàng này thì anh em cũng không thể nào mà đòi hỏi nó quá nhiều. Thì nó chỉ đâu đó chỉ có 450 bao ship thôi của anh em mình thôi. Thì hiện tại thì mình còn ở đây là hai màu. Đó, rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ lấy cái màu đồng này ra mình review cho anh em nha. Thì cái con này á, nó giống như là cái con Q1 vậy đó. Nhưng mà nó không có giữ slide, không có hở slide luôn. Y chang như là cái con Q1 vậy đó. Nó là thân nhựa, thân nó bằng nhựa, tất cả bằng nhựa. Nòng thì nòng kim loại. Đó, như anh em thấy đây, nòng kim loại. Con này thì chủ yếu để cho anh em sưu tầm thôi. Đó, nằm kim loại chứa cho anh em mọi người mình sưu tầm, về mình sưu tầm mình chơi thôi. Rồi mình sẽ quay sơ anh em xem một phần của em đó nha. Tuy là cái hàng phân khúc bình dân thôi, phân khúc giá rẻ thôi, nhưng mà mình thấy nó khá là ok. Ở chỗ là nó không có một con ốc nào hết, kể cả cái con này cũng vậy nè anh em. Con này thì hai con ốc ngay cò thôi, còn ngay trên phần slide nè không có con ốc nào hết. Đó, nó chỉ có ngay cò là nó có hai con ốc thôi. Như con này cũng vậy. Đó. Con này thì khá là nhỏ gọn nha. Một bà bằng một cái bàn tay của mình, lớn một bàn tay mình một xíu thôi. Tay mình thì cũng khá là nhỏ, lớn một bàn tay mình xíu như thế này. Đây, đây là băng đạn của nó. Mình thấy nó khá là đẹp, khá là ok cho anh em sưu tầm thì được. Còn lực thì nó cũng không thực sự quá mạnh, nó không quá yếu, nó cũng không quá mạnh, nó một dạng bình thường thôi. Lực thì nó cũng bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ vô thử vài viên bi cho anh em xem nha. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, 7 8. Con này thì vô tối đa được là 8 viên. 8 viên bi nhựa như thế này, một băng. Băng này nó khá là nhỏ, nó khá là mini. Thì bây giờ mình sẽ test cái con này cho anh em xem trên một cái lon. Đó, anh em thấy cái lon đằng sau. Bây giờ mình sẽ bắn thử cái con này cho anh em xem nha. Lực thì mình thấy nó khá là tương đối, nó khá là ok. Nó cũng không có yếu đâu nha anh em. Lực nó không thể nào mà bằng những cái con kim loại được. Nhưng mà với cái tầm giá phân khúc này và với cái cỡ này thì mình thấy nó vậy nó cũng khá là một dạng ổn. Phân khúc 450 mà có cái lực như vậy thì mình cũng thấy khá là ổn.
chứ cái ngoại hình của nó cũng khá là ok, đẹp, đáng để anh em sưu tầm, đáng để anh em mua nha. Đây giặt được rồi. Đó, thì mình sẽ test như vậy thôi. Thì cái con này hiện tại mình đang bán cái giá là 400k, bao ship cho mọi người luôn. Và sẵn đây thì mình sẽ có một cái số lưu ý để mình sẽ nói cho các anh em. Thì hiện tại thì mình sẽ có số lưu ý như thế này về cái vấn đề gửi hàng nha. Thì mình sẽ ưu tiên cho anh em ở cái khu vực Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai và một số cái tỉnh miền Tây khác. Thì mình nhận hàng, mình được kiểm tra hàng, thanh toán và có cọc, cọc một ít. Còn lưu ý với một số khu vực, như số các anh em khác ở khu vực miền Trung, miền Bắc, thì anh em lưu ý giúp mình, thì do những cái khu vực miền Trung, miền Bắc bên mình gửi hàng rất là khó luôn, nên anh em lưu ý là không có được kiểm tra hàng. Và một cái điểm nữa thì mình sẽ không có gửi được khu vực Hà Nam nha anh em, vì một số lý do mình sẽ không gửi khu vực Hà Nam. Thì đó là cái ngày hôm nay của mình muốn nói. Thì cái video này tới đây thì mình cũng xin tạm dừng và hẹn gặp lại các anh em trong những cái video clip lần sau. Thì mấy anh em nào mua hàng thì vui lòng liên hệ số là 0334438227 để mình sẽ tư vấn thêm cho anh em nha.